Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Kim Jin. Chào mừng các bạn ngày hôm nay đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Những bàn thắng giống nhau khó tin đến 99%. Sau 2 trận liền không được đá chính, Griezmann đã trở lại danh sách xuất phát trước Villarreal để kết hợp với Luis Suarez cùng Lionel Messi tạo thành bộ ba tấn công của Barca. Và chỉ mất có vài phút, chân sút người Pháp đã chứng minh được giá trị của mình, dù rằng anh không phải là người trực tiếp ghi bàn. Trước khi hiệp một khép lại, Messi một lần nữa ghi dấu ấn với quả giật gót tinh tế cho Griezmann bấm bóng kỹ thuật qua đầu thủ thành Asensio, nâng tỷ số lên 3-1 cho Barca. Điều đặc biệt là bàn thắng này lại không khác gì bản sao của bàn thắng mà Messi từng ghi vào lưới của Real Betis ở mùa giải trước, cùng điểm lại những bàn thắng giống nhau khó tin đến 99%. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho bọn mình nhé. Bóng đá luôn ẩn chứa rất nhiều điều thú vị và cũng như những điều kỳ lạ mà chúng ta khó có thể lý giải được. Thế nhưng, nhiều điều trong số đó thực sự khiến cho người xem cảm thấy hào hứng, xen lẫn tò mò. Rất nhiều khoảnh khắc của môn thể thao vua có thể đẩy cảm xúc của người hâm mộ lên tới đỉnh điểm của hạnh phúc. Ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng lại rất nhiều bàn thắng của những ngôi sao sân cỏ mà ở đó sự giống nhau lên đến 99% và chắc chắn sẽ khiến các bạn bất ngờ đấy. Lampard với Messi được biết đến là những ngôi sao cả sự nghiệp chỉ trung thành với một màu áo duy nhất. Frank Lampard tại Chelsea và Lionel Messi tại Barcelona đã từng ghi bàn thắng giống nhau đến khó tin ở một vị trí tương đồng bên cánh trái. Sau khi đón nhận một đường chuyền, chỉ cần một cú bấm bóng đủ lực đi thẳng vào góc chết đánh bại thủ thành đối phương, đủ khó, đủ hiệu quả. Đây là cách ghi bàn thường thấy ở những ngôi sao lớn mà điển hình là Lampard và Messi. Jorginho với Bruno Fernandes. Jorginho được xem là cha đẻ của kiểu đá penalty nhảy chân sáo, được biết đến rộng rãi và nhiều cầu thủ sử dụng trong thời gian gần đây. Và tiền vệ khoác áo số 18 bên phía MU có pha đá phạt dường như copy paste từ bản chính khi thực hiện cú đá phạt đền trong trận đấu với Watford. Tất nhiên, cả hai ngôi sao đều không phung phí cơ hội khi đem về bàn thắng cho đội nhà và nhờ đó kiểu đá phạt này lại càng được nhắc tới nhiều hơn. Eto'o với Suarez. Xuất phát từ một tình huống tấn công đến cận thành đối phương, hai tiền đạo nổi tiếng của Barca đã thể hiện sự tinh tế và tố chất siêu sao khi lựa chọn một vị trí đẹp để có một cú ra chân vừa đủ hạ gục thủ thành đối phương. Sự bình tĩnh trong xử lý, nhãn quan sắc bén khiến cho người xem dường như thấy được chính xác hình ảnh của Eto'o trong Suarez và ngược lại. Guerra với Kanté. Steven Guerra và Kanté đều sở hữu trong sự nghiệp huy hoàng của mình những cú trượt chân định mệnh khiến cho đội bóng của họ phải trả giá đắt. Cú vấp ngã lịch sử của huyền thoại Liverpool đã đá bay chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2013-2014 vào tay Man City và cũng là lý do để những người ghét Anh mang ra mỉa mai ngay cả khi tiền vệ sinh năm 1980 đã giải nghệ. Còn với Kanté, anh được biết đến là một cầu thủ có tốc độ và lối chơi vô cùng chắc chắn. Nhưng cú trượt chân vô duyên trong trận derby thành London với Arsenal hồi tháng 1 là nguyên nhân dẫn đến việc Chelsea phải ngậm ngùi chia điểm với đối thủ trong lợi thế hơn người từ rất sớm. We'll be right back.
Zidane với Messi. Một điểm chung mà chúng ta có thể thấy giữa các huyền thoại đó là luôn biết cách làm thế nào để tự khiến mình trở nên đặc biệt. Ví dụ như hai bàn thắng đến từ hai cú volley đẹp mắt của huyền thoại bóng đá người Pháp Zidane và cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới Lionel Messi mà các bạn đang chiêm ngưỡng. Siêu phẩm volley của Zidane chính là bàn thắng ấn định tỷ số giúp Real đánh bại Leverkusen để lần thứ 9 lên đỉnh châu Âu. Còn pha volley chảy lưới Sevilla của M10 là bàn thắng quan trọng giúp Barca thắng ngược đối thủ 4-2 tại vòng 25 La Liga mùa giải trước. Ibrahimovic với Suarez tương đồng nhau từ cách chọn vị trí, cách ra chân đến vị trí dứt điểm. Hai bàn thắng của Ibrahimovic và Suarez được miêu tả ngắn gọn là không thể cản phá. Có thể nếu xem lại hai pha lập công này, nhiều người phải há hốc mồm vì chúng giống nhau đến ngỡ ngàng. Martial với Henry. Ở vòng 5 Premier League mùa giải 2015-2016, tân binh của MU khi ấy là Anthony Martial đã ghi bàn ở trận ra mắt gặp Liverpool cho Man United. Bàn thắng của Martial đã ấn định chiến thắng 3-1 cho Man United. Pha solo của cầu thủ được mệnh danh là Thierry Henry mới này cũng là một pha solo giống với chân sút trứ danh của Arsenal. Đó là bàn thắng mà Henry ghi được vào năm 2004 trong cuộc lội ngược dòng mà đối thủ cũng chính là Liverpool. Pavard với Nacho. Bàn thắng của Pavard vào lưới Argentina và Nacho vào lưới Bồ Đào Nha đều có tên trong danh sách những pha làm bàn đẹp nhất mùa World Cup 2018. Cùng là cú ra chân cực nhanh ở một vị trí tương đồng bên phía cánh phải, hai ngôi sao đã ghi dấu ấn đậm nét tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Bên cạnh đó, với pha làm bàn đẳng cấp, bàn thắng của hậu vệ người Pháp còn được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất World Cup 2018 bên cạnh chiếc cúp vàng danh giá. Suarez với Rooney. Trận đấu với West Ham tại vòng 31 giải Ngoại hạng Anh mùa 2012-2013 chứng kiến một trong những khoảnh khắc ghi bàn đẹp nhất đối với cá nhân tiền đạo Wayne Rooney. Phút thứ 8, quan sát thấy thủ thành Adrian của đội chủ nhà lên cao, tiền đạo mang áo số 10 đã tung cú sút rất nhanh từ cự ly gần giữa sân, bóng đi nhanh và rơi thẳng vào khung thành khiến thủ môn đối thủ hoàn toàn bất ngờ và bó tay. Thế nhưng khoảng chưa đầy một năm trước đó, Suarez trong màu áo của Liverpool đã có một cú sút táo bạo tương tự tại sân Carabao để hoàn thành cú hat-trick mang về chiến thắng cho lữ đoàn đỏ trước Norwich. Mario Götze với Messi. Khoảnh khắc thiên tài của thần đồng bóng đá Đức Mario Götze khi ghi bàn vào lưới Argentina đưa cổ xe tăng vô địch World Cup 2014 chắc chắn là bàn thắng ấn tượng và đáng nhớ nhất sự nghiệp quần đùi áo số của cầu thủ này. Trước đó, trong màu áo Argentina ở vị trí tương tự, Leo cũng đã ghi bàn thắng giống đến 99% pha lập công của Götze, từ đó đặt những viên gạch vững chắc trên con đường trở thành huyền thoại của mình. Maradona với Messi. Vào ngày 18 tháng 4 năm 2007, trận đấu giữa Barca và Getafe thuộc khuôn khổ cúp nhà vua Tây Ban Nha đã chứng kiến một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử Barca nói riêng và bóng đá thế giới nói chung. Khi ấy, chàng trai 19 tuổi Lionel Messi thực hiện pha đi bóng từ giữa sân qua 5 cầu thủ đối phương
trước khi ghi bàn trong sự thán phục của tất cả những người có mặt tại Camp Nou. Bàn thắng không chỉ đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của một huyền thoại vĩ đại mà còn được so sánh với pha ghi lập công đáng nhớ tương tự của huyền thoại Diego Maradona. Cũng như Messi, cậu bé vàng có bóng từ phần sân nhà, dùng tốc độ và kỹ thuật siêu việt để vượt qua 5 cầu thủ đối phương trước khi đánh bại nốt thủ thành vĩ đại Peter Shilton tại World Cup 1986. Những bàn thắng giống nhau như thế này thật khiến chúng ta không khỏi băn khoăn, phải chăng những ngôi sao lớn sẽ có tư duy bóng đá và cách ghi bàn bị ảnh hưởng từ nhau, không chỉ cống hiến cho khán giả những bàn thắng đẹp mắt, mà chỉ cần để ý một chút, người xem sẽ thấy bóng đá có những khoảnh khắc kỳ lạ nhưng cũng thật thú vị. Các bạn thấy hai pha làm bàn nào giống nhau nhất trong danh sách vừa rồi? Hãy chia sẻ bằng cách comment xuống phía dưới nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video lần sau.